Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Bốc tham Asian Cup từ Việt Nam gặp thuận lợi, Thái Lan dễ rơi vào bảng đấu hóc búa. Tại Asian Cup 2023, khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện có mặt là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Phần nhóm hạt giống Asian Cup 2023 Asian Cup 2023 là lần thứ hai giải đấu có 24 đội tuyển tham dự. 24 đội sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 6 đội dựa theo bảng xếp bảng FIFA. Từ đây, Lê bốc thăm sẽ xác định 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3, xuất sắc nhất là vòng 1-8. Tại Asian Cup 2019, từ Việt Nam từng vượt qua vòng bảng nhờ tấm vé dành cho đội xếp thứ 3 xuất sắc theo kịch bản ngay thở. Khi ấy, Việt Nam và Lebanon cùng có 4 điểm, ghi 4 bàn và nhận 5 bàn thua thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ vừa qua đối thủ nhờ điểm fair play tốt hơn, trừ 5 so với trừ 7. Trở lại với giải đấu năm 2023, các quy trình đang diễn ra chậm hơn dự kiến là do chủ nhà Trung Quốc trả lại quyền đăng cài vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các nhóm hạt giống của lễ bốc thăm cũng chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, những tính toán dựa trên bản xếp hạng FIFA có thể chỉ ra gần như chính xác hoàn toàn các nhóm hạt giống. Đội tuyển Việt Nam dự kiến nằm ở nhóm số 2 cùng với UAE, Iraq, Oman, Trung Quốc và Syria. Trong khi ba đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều thuộc nhóm hạt giống số 4. Dự kiến 4 nhóm hạt giống tại vòng bảng Asian Cup 2023, nhóm 1 Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, Qatar, nhóm 2 UAE, Iraq, Oman, Trung Quốc, Syria, Việt Nam. Nhóm 3, Uzbekistan, Bahrain, Jordani, Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine. Nhóm 4, Ấn Độ, Thái Lan, Tajikistan, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia. Tin tiếp theo, đội tuyển Việt Nam có bảng đấu thuận lợi. So với Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam có sự tiến bộ khi leo từ nhóm hạt giống số 3 lên số 2. Việc nằm ở nhóm 2 giúp đoàn quân áo đỏ tránh được khá nhiều đối thủ mạnh như UAE, Iraq hay Oman. Trong khi đó, nhiều đội bóng thuộc nhóm 3 và 4 đã khá quen thuộc với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, cho dù gặp đối thủ nào, đội tuyển Việt Nam nếu chuẩn bị tốt sẽ hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh cho một trong hai vị trí đầu bảng tại vòng bảng Asian Cup 2023. Tình thế của các đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan, Malaysia, Indonesia không được thuận lợi như tuyển Việt Nam. Với việc rơi vào nhóm hạt giống số 4, không những đội tuyển này có nguy cơ rơi vào các bảng đấu hóc búa, người hâm mộ Thái Lan đã vẽ ra một viễn cảnh đáng lo ngại khi voi chiến nằm chung bảng với Uzbekistan, UAE và một đội khác thuộc nhóm 1. Cả UAE, Uzbekistan đều đã đánh bại tuyển Thái Lan một cách tương đối dễ dàng trong một năm trở lại đây. Còn ở nhóm 1, bất cứ đội tuyển nào cũng đều là thách thức rất lớn. Cánh cửa dành cho hai đội Malaysia và Indonesia cũng không rộng mở hơn so với tuyển Thái Lan. Tại đấu trường châu lục, hai đội tuyển này thậm chí còn chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Asian Cup 2023 dự kiến diễn ra từ 16 tháng 6 đến 16 tháng 7 năm 2023. Đây là lần đầu tiên khu vực Đông Nam Á có bốn đại diện góp mặt tại vòng chung kết kể từ năm 2007, khi bốn nước Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia đồng tổ chức giải đấu. Tin tiếp theo, sợ mất trước vô địch AF Cup, huấn luyện viên Pong King ra yêu sách với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Thưa quý vị, huấn luyện viên Pong King đang lên phương án chuẩn bị cho AF Cup 2022 sau khi vừa cùng tuyển Thái Lan là vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo những yêu cầu trong bản giao kèo của huấn luyện viên Pong King với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, chiến lược gia 46 tuổi cần phải giúp vo chiến vượt qua vòng loại 3 Asian Cup và bảo vệ thành công chức vô địch AF Cup 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, cựu thuyền trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã làm được một nửa và để hiện thực hóa nốt điều kiện còn lại, huấn luyện viên đã ra một yêu cầu đặc biệt với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Chiến lược gia mang trong mình hai dòng máu Brazil Đức muốn được tạo điều kiện tối đa để bảo vệ chức vô địch AF Cup 2022, trong đó đặc biệt về lực lượng và thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Theo thông tin từ tờ Thái Rạt, huấn luyện viên Pulkin muốn có ít nhất 12 ngày chuẩn bị cho AF Cup 2022 cùng với những cầu thủ được triệu tập trong danh sách. FAT đã bước đầu chấp nhận yêu sách này của huấn luyện viên Pulkin. Bốn cầu thủ huấn luyện viên Pulkin muốn có mặt ở AF Cup 2022: Superchop Sarachat, Jonathan Samkrasin ở Nhật Bản, Thena Watts, ở Anh, Jonathan Kemdi từ Đan Mạch. Tuy nhiên FAT chưa thể đồng ý với yêu cầu này của huấn luyện viên Pulkin, ra còn phải làm việc với các câu lạc bộ chủ quản. Hiện tại FAT lên kế hoạch điều chỉnh lại lịch thi đấu của Thái League nhằm chuẩn bị cho AF Cup 2022. Do ASEAN 19 bị hoãn nên quỹ thời gian cho các giải đấu của xứ sở Chùa Vàng cũng được thoải mái hơn khá nhiều. Về phía huấn luyện viên Pong Kinh, nếu bảo vệ thành công công thức vô địch AF Cup 2022 thì chiến lược gia này nhiều khả năng sẽ được tiếp tục gia hạn hợp đồng một năm nữa. AF Cup cũng là giải đấu quan trọng duy nhất của tuyển Thái Lan cũng như Việt Nam trong năm 2022. Trước đó ở AF Cup 2021, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để thua voi chiến trong trận bán kết và nhìn đối thủ lên ngôi vô địch sau khi đánh bại nốt Indonesia ở trận đấu cuối cùng. Tin tiếp theo, thủ quân Thái Lan đá với các đội Đông Nam Á không giúp ích được gì. Thưa quý vị, Thirathon Bumathan khẳng định việc thi đấu với các đối thủ tại Đông Nam Á không thể khiến tuyển Thái Lan tiến bộ. Mặc dù chính thức giành quyền và chơi vòng chung kết Asian Cup 2023, thế nhưng Thái Lan đang phải nhận rất nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ. Nguyên nhân là dù thắng những đối thủ yếu, nhưng voi chiến dễ dàng để thua Uzbekistan ở lượt trận cuối tỷ số 0-2. Chia sẻ với tờ Thái Rạt, đội trưởng tuyển Thái Lan Thirathon Bumathan đã lên tiếng đáp trả về điều này. Thực tế, tôi không còn đặt nặng vấn đề ở khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của tôi là chạm trá những đối thủ khó hơn ở tầm châu lục. Tôi nghĩ đây là thời điểm để đội tuyển Thái Lan vượt qua được danh giới này. Nếu bạn hỏi tôi thi đấu với các đội tuyển Đông Nam Á có mang lại giá trị gì không thì tôi khẳng định là không. Ngay từ bây giờ, đội tuyển Thái Lan nên học tập Nhật Bản. Ở các giải đấu U23 hay SEA Games, chúng ta nên cử đội U21 hay U19 thi đấu. Thật sự không nhất thiết cần sử dụng cầu thủ ngôi sao cho các giải đấu này. Ngoài ra, Thirathon Bumathan cũng cho rằng chất lượng chuyên môn ở trận đấu với các đối thủ Đông Nam Á là không cao. Đôi khi lối đá bạo lực còn có thể khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương. Cá nhân thủ quân đội tuyển Thái Lan cũng chỉ hứng thú khi gặp các đội tuyển hàng đầu châu Á. Điều này ban đầu có thể hơi khó chấp nhận và chúng ta có thể thất bại hay không thể giành được chức vô địch. Tuy nhiên đây là điều đáng để chúng ta hy sinh nhằm giúp bóng đá Thái Lan phát triển đúng hướng những cầu thủ trẻ này sẽ là tương lai của đội tuyển quốc gia. Thiratan Bumathan nói về việc sử dụng các cầu thủ U19, U21 cho SEA Games hay các giải U23. Mặc dù vừa qua vòng loại Asian Cup nhưng với những thứ hạng FIFA hiện tại, tuyển Thái Lan vẫn đang nằm ở nhóm hạt giống số 4. Điều này hoàn toàn có thể khiến cho voi chiến rơi vào những bảng đấu khó. Sau trận thua 0-2 trước Uzbekistan, Thái Lan chỉ có thể dậm chân ở vị trí thứ 111 thế giới. Nhiều cầu thủ U23 xứng đáng lên tuyển Việt Nam thưa quý vị với những gì thể hiện tại vòng chung kết giải U23 châu Á ít nhất 6 vị trí có thể sẽ được gọi vào tuyển Việt Nam trong thời gian tới đầu tiên là cặp trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình cả hai từng khoác áo tuyển Việt Nam nên cơ hội lên tuyển không còn là vấn đề nhất là màn thể hiện tốt ở U23 châu Á 2022 giúp bộ đôi này sẽ được tin tưởng nhiều hơn và thời điểm này họ hoàn toàn đủ sức thay thế xứng đáng cho những đàn anh như là Hải Quế, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Trung, Duy mạnh Nghĩa là trong tay ông Park Hang-seo sắp tới có đến 6 trung vệ giỏi và để chọn ra ba người đá chính chắc chắn rất đau đầu. Tiền đạo Nhân Mạnh Dũng là cái tên thứ ba sau cặp trung vệ có thể lên tuyển. Chân giúp của Viettel luôn tỏ ra nguy hiểm ở vị trí mũi nhọn trên hàng tấn công. Anh hoạt động rộng, kết nối tốt với những mảng biến tấn công trong lối chơi của U23 Việt Nam, trở thành một sát thủ đúng nghĩa với tư duy thông minh cộng kỹ năng toàn diện từ kỹ thuật khả năng dứt điểm che chắn bóng cho tới không chiến nhưng mạnh dũng đủ khả năng chơi theo nhiều mẫu tiền đạo khác nhau như làm tường che chắn hay có thể làm tốt vai trò săn bàn anh có thể là sự lựa chọn mới bên cạnh tiền linh giúp hàng công tuyển quốc gia đa dạng hơn cái tên phan tuấn tài cũng sẽ lên tuyển anh chính là nét mới mà ông park đang rất cần để tạo nên khác biệt trong vai trò đá biên Nhất là ở hành lang trái, Hồng Duy và kể cả Văn Thanh tỏ ra hết bài, trong khi Trọng Hoàng Văn Hậu vẫn còn chấn thương. Đặc biệt, những đường truyền có độ sát thương cao của Tuấn Tài sẽ tạo ra đột biến, giúp thông khoảng cách chơi biên cho tuyển Việt Nam. Thủ môn qua văn chuẩn xứng đáng được trao cơ hội khi mà tuyển Việt Nam vẫn còn trông cậy vào Đặng Văn Lâm. Còn Trần Nguyên Mạnh, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản chưa hoàn toàn tạo nên sự yên tâm, thì người giữ thành gốc tuyên quang đang trở thành điểm tựa tin cậy. Anh đã chơi rất hay tại vòng chung kết U23 châu Á với sự tập trung cao và phản xạ tốt. Có thể sẽ nối gót Văn Lâm ở đội tuyển. Nên độc đáo ở U23 Việt Nam vừa qua là hai gương mặt trẻ mới 19 tuổi được trao cơ hội đá chính là mới hoàn toàn khu trung tuyến là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường. Đây là gợi ý cho tuyển Việt Nam có những mạnh dạn điều chỉnh trong thời gian tới. Trong đó, tiền vệ Khuất Văn Khang được Liên đoàn bóng đá châu Á hai lần bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ở hai trận đấu tại vòng bảng trước U23 Thái Lan và Hàn Quốc có màn trình diễn đã thuyết phục được những nhà chuyên môn. Chuyên gia đoàn Minh Sương nói, những cách khuất văn khang chơi bóng cho thấy tiềm năng rất lớn với những pha di chuyển chọn vị trí khôn ngoan, hỗ trợ công thủ toàn diện. Nếu được thầy Park cho cơ hội, tôi tin anh ấy trưởng thành chỉ trong thời gian ngắn sắp tới. Ngoài những cái tên nói trên thì Lê Văn Đô, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Nguyễn Thanh Nhân, Dụ Quang Nho hay Nguyễn Văn Tùng hoàn toàn có thể lên tuyển vì cách chơi của họ ít nhiều phù hợp với triết lý của thầy Park. Người hâm mộ hy vọng sẽ nhìn thấy dòng máu mới của 23 Việt Nam ở đội tuyển tại AF Cup sắp tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng đá 365 nhé.